Rồi, xin chào mấy anh em nha. Đây, hôm nay mình vô mình quay cặp chim cô gái Malai nha anh em. Đó, ha. Dòng này ấy, thì dòng chiêu gù nha anh em. Đó, dòng chiêu gù. Chiêu gù bố mẹ chiêu gù di chuyển luôn nha anh em. Đó. Chim này á thì 3 tháng mấy 4 tháng nha anh em. Mình mới bắt từ AV vô nha, mình thả AV thường AV mới vô nha. Đó, dòng chim bẫy thép nha. Đó, mình bảo hành chim nha, cho mình nha, đúng chuẩn chim Malai bảo hành chống máy cho mình luôn nha anh em. Đó, cặp này thì mình bán giá là 2 triệu nha anh em. Đó, cái này thì mình có này á, hổm mình nó nhảy á, mình nhổ lông đuôi anh em, nó mới ra đang ra lại nha, đang ra lông đuôi lại anh em, để nó hơi ngắn nha. Đó, thì bán 15 ngày là ra đủ lông đuôi đầy đủ hết rồi anh em. Cồm đang ra anh em, đang ra cồm. Bố mẹ này thì con anh em. À, bố mẹ thì là thổ anh em, bố mẹ là thổ nha. Chim rất bự con nha anh em, một người con đẹp. Cặp này thì giá 2 triệu anh em. Đó. Anh em nào có nhu cầu liên hệ nha. Rồi, thì cách thức giao dịch là chuyển tiền mình chuyển chim nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều.